Rồi đó. Rồi đó. Trời ơi. Gơ cái gì mà gơ? Gơ cái gì mà gơ? Shop Bếp Gấu.com chữ chính làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay dễ chơi dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em. Là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Nếu các bạn có vấn đề trục trặc, các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên fanpage Bếp Gấu 1.9 follow hoặc nick Facebook Phạm Trung Hoàng. Shop Bếp Gấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Bắn đầy quàng nha, không giỡn nha, không giỡn đấy. Chạy hạt đi. Cả nhà mới vào có chuyện một like đi nè mọi. Không mày. Không kêu nguyện ra. 7 tấm tem, 10 tem nhảy vô một chỗ. Ngơ ngơ dung lộn đi. Bắn cái gì được trộn trộn. Không không đi chưa thầy hiện không à. 7 tấm tem nhảy vô một chỗ. Ôi trời. À không có 2 bác gấu thôi. Bà chết rồi. Bà quanh xung quanh rồi. Chết nữa thôi á. Bà quanh xung quanh hết rồi đây. Sập lên kìa. Sập lên cái gì đây nè, 4 thằng dưới đây nè. Cá nhà ba ra hai tên luôn nhà ba ra hai con xuống luôn hay là xuống từ từ xuống này xuống này bên này nè anh gấu bên này nó bắt đây nè đây nè đây trong nhà trong nhà đây Tùng. Bác ơi chào anh em 20 tiền chen đi tao mày tập trung tụi mày bắn đi mày đừng có nói gì tao mới cấu đi chứ con kia này mà. Ngoài hàng rào anh ơi, đấy con thằng này thôi. Hai hai. Tam. Căng vậy, mấy boss không mà căng vậy. Boss đâu boss rồi, đâu rồi. Boss. Nó boss nữa hả chết nè. Căng dữ vậy. Chúng còn trưởng á. Trời ơi, tao đâu bán gì nó cũng vậy. Có máu chưa? Có. Hoàng Nguyễn. Không tin luôn rồi, nó đâu đó gì đó. Im đây. Thôi trời. Dưới đây là xem nè. Bên phải này ba cái nhà mà. Xuống đây. Đây là Skyline cái kiểu nè. Sau mẫu số bình nè, lấy nói. Trận này không phải làm chơi xóa game gì luôn cho rồi. Xóa game chứ còn nữa không xóa game. Từ nha, chạy ra, bắn đây. Bắn đây. Bò ra. Đấu đâu thầy đi. Đi đứng cái nhà xe nè. Bò cái nhà bể. Bò bể nè. Coi như tiếp ghét đây, đánh chữ đi xuống nè. Ôm xuống đây. Coi tao ghét đây, ta nhìn xuống nè. Xuống đây, nhà lòi, nhà chó gì cứ xuống hết đi. Đang xuống ba này. Kìa, nó trên nhà lòi kìa. Yếu quá, 60 máu rồi. Hạn chế đồ thừa. Máu. Thấy rồi. Đá hộ bố mày một cái. Đá hộ bố một cái. Đá giùm một cái, lên đây. Lên con trò đây. Coi thử hôm nay thằng nào bác cố rồi chơi kỹ năng rồi thôi. Mày xác định luôn đi. Mày xác định mày bắn PC bật VH luôn đi. Nói cho bầu cho bu. Bác cố mà đã chơi thì thôi. Xác định bật cái PC lên mua VH đi cái đít mà chơi nha. Bác cố và MPC hai con cọp đi đi VH thôi. Chơi cái gì cơ? Xuyên cái cơ gì? Đây đây. Hai thằng kia coi đi trong đây. Đó là chú bạn ơi đi đây không? Chạy vô rồi bắn lên không? Đi đây chạy. Bắn đây MPC. Bốn đằng cái này nè, cống cái con khỉ. Chụp đô ra. Ủa trời ơi. Trời ơi. Trận này không phải làm chơi xóa game nữa luôn cho đồ. Đó thôi. Mấy cái đầu luôn rồi. Yếu một con nè. Im đây. Để anh chơi MC, để anh. Hôm nay mày để anh. Trời ơi, chết chưa. Trăm thằng đá chim này tốt, bông keo nè, máu nè. Ai lấy gì thì nói rồi, anh đưa. Đá hộ, bóng mày một cái 100 hàng cả tốt. Kêu đó một quả này, còn quả này. Beta này bắn thủ nữa, chẳng hay cái gì hết, đưa ra đâu. Đưa đây. Chị nhập bắn gian sao anh cũng. Lo đây em ơi, lo đây. Kìa, đá luôn rồi kìa. Ai đá chim ta hộ vô một cái. Mình đây chạc nè. Không có bông keo nè. Tại ra bữa tầm của nó đây. Bếp gấu mà quay lại cái thời kỳ đỉnh cao thôi. Bữa giờ tấu hoài nhiều quá anh em đừng giật. Anh em đừng đùa. MC coi bà hỏi đi. Coi cách thì đã bắn đi. Chuẩn bị mai bắn giải rồi coi đây.
Cô chú ý, không có bông keo nè. Guarantee luôn, thằng nào thích đá chim tao đá hồ giùm cái. Có ai tặng, có ai tặng à? Ngáo tao hả? Mày ngáo tao à? Mình ao tướng sức mạnh à? Mình ao tướng sức mạnh à? Mà có boss được không? Ừ. Boss mà lại đi công à? Ngáo à? Trên lầu cả. Ở bển xong chưa sao? Chưa. Cả nhà mà có dùng like đi nha ơi. Chờ nào tới bò sót em nhỉ, em có gấu được. Trời ơi, chứ còn nữa bò sót. Đang giờ. Bây giờ nè, không có. Hôm nay mỏm quá cây. Không có bông keo nè. Anh hiện tại thì không có bông keo nè. Không có bất cứ một món đồ gì trong người nè. Mà bây giờ mày thử mày la lên một câu MC. Mày kêu tụi nó đá chim giùm tao một cái. Đá chim đi. Anh nói thiệt mà, anh chưa có bông keo chưa có gì hết trơn á. Anh mong chờ tụi nó đá chim luôn đấy. Mong chờ luôn. Đi bên chị đi. Mong chờ đấy. Đã nói là cầm cái cây sập lên này thì thôi. Chào Ti. Chào Vũ Nhất Gái nha em nha. Mong chờ luôn đấy, bác Cấu đang mong chờ các bạn đấy. Nè, bác Cấu nè, bắn bằng điện thoại nè. Livestream trực tiếp nè. Đấy. Số má server Việt Nam chứ đâu phải là chuyện đùa đâu bạn. Hả? Đâu phải chuyện đùa đâu. Đâu phải gì streamer mở mới đâu bạn. Bắn tao thì sao cái gì mày nhận mày chết. Ô nát nó đi ba, con nát nè. Ô nhà đá nữa. Trời bằng ngốc này. Hải Nam. Ô nè. Ô không tin lại coi chiếc lò gà xin cho lại thứ. Trời chào nát nó. Trời không tin luôn rồi. Trời là không tin. Trời không kiếm đâm luôn rồi. Một tí à, cũng lắc đây, cũng lắc. À, cũng lắc của này. À, hay. À, ngày xưa giờ mà có biết anh em không? Ngày xưa giờ mình không biết, À, chỗ này có cốc lắc nè anh em à. À, không. À, thế à, ngày xưa giờ mình không biết, cho đây anh em. Ngày xưa giờ mình không biết nha anh em nha. Cả nhà vào xin like. Ngày xưa giờ anh đâu biết cốc lắc cho nó đâu em. Ngày xưa giờ anh đâu biết cốc lắc cho nó đâu. Không tin luôn rồi. Không tin cái gì, cốc lắc cho con kiếm tâm mà không tin. Thằng Hâm à. Lắc đi đó, nó đang ngồi xuống mày làm gì biết cốc lắc đó. Còn ai nữa không? Nói với anh em này, bác Gấu mà đã chai hạt rồi đấy thì anh em xác định luôn, thế cho nó mù. Đã chai hạt thì anh em xác định luôn nha. Còn chứ mấy đồ chỉ còn 4 thằng thôi, còn 5 thằng thôi. Bên em có người không à, Búi? Sao mày anh ơi? Duy, lâu rồi bác ơi. Có một cục tạ mới chết chết thôi. Tạ là cái MC thôi, nó cũng tạ gì. Nó cũng tấn luôn chứ tạ gì nữa. Nó là tấn luôn. MC mà tụi mình tạ. Chúc quân đàn vui cho ngày phát triển nha. Thế lo ngọc nha. MC là hàng tấn luôn chứ. Vào kiếm là gánh, vào kiếm là gánh. Ừ. Để bút giết nữa chứ. Không bao giờ mà nói mà gánh bán gấu được một trận. Đây em đấu ơi. Rồi ra luôn. Bỏ luôn. Nè, biểu diễn cho anh em coi nè. Cả nhà em vào chút la đây. Dùng chảo chém ba thằng luôn. Trời ơi. Cao Du Bay, hai bác gấu. Thành con nào đâu? Chung mở Sài Gòn luôn hay gì vậy? Ừ, mình ở Sài Gòn. Còn chung nào đâu? Gặp Bảo hả? Đây chị không có đi làm không ơi. Xin luôn ơi. Chị nhà. MC ơi. Hả? Mà chốt gì được không MC? Hả? One shot nhưng mà trong một shot. Đâu rồi? Trên đây đúng không? Để hàng rào. Trên nhà này đúng không? Nè anh ơi, bút nè, chém đi. Cậu chém đi, chém đi anh cô. Rồi đó. Trời ơi. Gơ cái gì mà gơ. Quang Tấn, chào anh, mặt cười nhăn ra. Đúng rồi hả? Còn nào đâu, đây. Thôi tụi mày đừng bán nữa, Tụi mày đừng bán nữa, để quanh sốt cho bà Bây giờ mà còn hai thằng này. Đây. MC. Rồi, MC. Coi nè MC nha. Coi nha em nha. Ngày xưa giờ mày bán AWM là anh thấy mày bán BR đúng không? Đâu rồi, coi nè. BR. Ở đâu? Coi chú ý nha MC nha.
làm rồi kêu lụi nha. Coi anh em coi, coi MC coi lụi nha. Coi nha. Cả nhà em vào có chút like đi em ơi. Làm rồi xong rồi cấm cấm kêu lụi nha MC nha. Đâu rồi? Đâu rồi? Chơi cho mồm. Chặt cái chả còn con chốt luôn. Cắn bình thường, mà cắn bình thường chắc chả còn chốt. Đâu rồi? Chị nhà này có người cái gì? Ô, bị gà không nội. Rồi đây con thằng cuối cho anh đi. Coi nha. Kéo tâm mà lại đuôi em nè. Bắn mà thế này mà mày chịu lụi thì tôi thành phố mày chịu luôn. Đây đây bên em, bên em, bên em. Rồi 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 rồi. Đây đây. Đâu đâu. Nó sẽ vào. Chơi ra, chơi ra. Chơi ra. Chơi ra. Chơi ra. Mày chịu lụi thì nó sẽ chịu. Quá trộn cái gì em nợ. Bị gì vậy? Thắm à. Cái nhà vào chút la đây. Quá trộn cái thế còn rồi gì nữa mà chuẩn gì là sao? Bị bệnh à. Quá trộn. Một thế chạy vào trộn. Bắn thế mà anh em chưa rùi đấy tôi chịu. Gánh mày gánh hai chồng mày hơi bị mỏi tay rồi đấy.